Thưa quý vị, mặc dù chính quyền các cấp quận Sơn Trà đã nỗ lực hết mình trong công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, tuy nhiên, vẫn còn rải rác một số nơi trên địa bàn đang gặp khó khăn trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm do đơn vị cung ứng vận chuyển ngừng cung cấp hàng hóa. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Tuân thủ nghiêm việc thực hiện cách ly y tế, người dân chỉ ở trong nhà và đặt mua lương thực, thực phẩm thông qua tổ dân phố. Tuy nhiên, một số gia đình dù đã đặt hàng nhưng đến nay vẫn chưa có, nhất là đối với những gia đình công nhân đang tạm trú tại các khu nhà trọ. Gia đình tụi em cũng chuẩn bị một ít lương thực, nhưng mà hiện tại thì cũng còn đang thiếu thốn. Sau khi mà có đi chợ của thành phố, đến tổ dân phố thì 2-3 ngày nay thì tụi em cũng chưa nhận được lương thực, thực phẩm. Thì cũng mong các cấp chính quyền thành phố giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh em công nhân tụi em được giúp đỡ một phần lương thực. Cái vấn đề thực phẩm hiện trạng trong nhà của tôi có thể nói rằng là cạn kiệt. Tới thời điểm hiện tại là người dân đã đăng ký rồi là ngày hôm nay, nhưng thực tế thì hiện giờ là thực phẩm chưa tới tay người dân, mặc dù đã đảm bảo các thủ tục, các bước theo quy định để cung cấp thực phẩm. Còn tại phường Nại Hiên Đông, từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, người dân đã nhận được 2 đợt hàng theo thời gian quy định. Tuy nhiên, nhiều tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng trực tiếp đặt hàng và nhận hàng để giao cho người dân, cho biết là việc giao hàng này vẫn còn nhiều bất cập. Đầu tiên thì các cái đơn hàng thì các nhà cung cấp cũng chưa quen, do đó một cái tình trạng là sẽ nhầm hàng và thiếu hàng cộng với là thiếu đơn, thì đó là cái tình trạng mà tất cả các hai đơn đều mình đều bị với tình trạng như vậy. Nghĩa là bà con có thể mua số lượng đặt ở nhiều đơn hơn, nhưng mà khi giao thực tế thì thiếu đơn, cộng với từng đơn nó vẫn thiếu các mặt hàng. Ngay sau khi có quyết định cách ly y tế trên địa bàn phường, các phường đã triển khai kế hoạch cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Tại phường An Hải Bắc được chia thành 5 khu vực và đã kết nối với 3 đơn vị cung ứng hàng hóa để phân chia hỗ trợ khu vực. Tuy nhiên, sáng nay, công ty Vựa Miền Trung có thông báo dừng cung ứng, khiến các đơn hàng của người dân không được giao như đã đặt trước đó. Vì vậy, chúng tôi buộc là phải lấy Vinmart, Vincom là chuyển cái danh sách báo giá xuống lại cho 2 cái khu vực là An Tâm với An Hòa để bà con thông cảm, chia sẻ và dùng cái đơn giá đó để mà tạm thời đi chợ. Trước thực trạng đó, địa phương cũng đang nỗ lực tìm đơn vị cung ứng thực phẩm khác để hỗ trợ nhanh chóng cho bà con nhân dân. Đồng thời, phường cũng đưa ra nhiều cách để hỗ trợ tạm thời cho bà con thuộc diện khó khăn trên địa bàn trong thời điểm này. Do vậy, khi mà cá nhân của tổ dân phố nắm bắt được tình hình của các hộ gia đình mà thiếu thốn về thực phẩm thì điện trực tiếp với địa phương, thì địa phương sẽ hỗ trợ bằng cái nguồn dự trữ. Chúng tôi cũng mong muốn bà con chia sẻ là chỉ hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ thật sự khó khăn mà không xoay sở được, vì cái số lượng mà thực phẩm dự trữ, cái nguồn dự trữ nó cũng có hạn. Hiện nay thì chúng tôi sẽ kết nối một số doanh nghiệp nữa, có nghĩa là rất là nhiều doanh nghiệp, khoảng 7-8 doanh nghiệp siêu thị về đây để mà san sẻ các nguồn hàng để cho nó kịp thời nguồn hàng cho người dân. Và đồng thời thì Ủy ban dân quận cũng như là Mặt trận quận sẽ hỗ trợ một số cái nguồn hàng như là hoa quả, rau củ, rồi các cái mạnh thường quân hỗ trợ thêm để tăng cường xuống cho khu dân cư, đặc biệt là các hộ dân trong khu cách ly cũng như là các công nhân ở nhà trọ để mà có cái nhu cầu thiết yếu để dùng trong những cái ngày mà cách ly tại khu dân cư. Trước những bất cập trong công tác cung ứng thực phẩm, sáng nay Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông để lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Buổi chiều, Ủy ban Nhân dân quận cũng đã tổ chức họp với đại diện các đơn vị cung ứng thực phẩm trên địa bàn quận nhằm tìm giải pháp thích hợp để cung cấp lương thực, thực phẩm đến với người dân một cách nhanh nhất nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Vấn đề nổi cộm sau 2 buổi làm việc của quận Sơn Trà với Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông và đại diện các đơn vị cung ứng thực phẩm trên địa bàn là việc mua sắm các nhu yếu phẩm của người dân còn khó khăn. Hủy ngay các một số đơn hàng mà các cái một số đơn vị cung ứng không đảm bảo, và bù vào đó là những cái đơn vị do Sở Công Thương, do quận cung cấp, người ta có năng lực thực tiễn, người ta có cái phương thức giao nhận hàng khoa học để đáp ứng kịp thời giải quyết. Thứ nhất là các đơn hàng tồn đọng, thứ hai nữa là đảm bảo cái tính liên tục, và cũng vận động nhân dân là trong tình hình dịch này thì chỉ nên đặt những cái mặt hàng hết sức là cơ bản, phục vụ cho hàng ngày chứ không phải là những người thường.
để giảm cái áp lực cho cái lực lượng nòng cốt ở cơ sở khi nhận đơn hàng hay là các đơn vị cung ứng là phải soạn ra rất nhiều mặt hàng thì rất là khó đáp ứng được. Bên cạnh năng lực cung ứng hàng hóa của các nhà phân phối còn hạn chế, thì một lý do nữa khiến công tác đảm bảo nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân gặp khó khăn là các phường giáp ranh với Nại Hiên Đông như Măng Thái, An Hải Bắc cũng đang bị phong tỏa, khiến các phương tiện vận chuyển hàng hóa khó vào đến địa bàn phường. Làm một cái thống nhất một cái giấy để nhận diện đó là xe để cung cấp lương thực nhu yếu phẩm hàng hóa thiết yếu vào phường Nại Hiên Đông cũng như một số phường và giao cho các chốt khi mà thấy cái giấy nhận diện đó thì là tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất để mà thông tuyến. Trên cơ sở là tất cả phương tiện và người vào vùng dịch này là phải đảm bảo đúng cái công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của ngành y tế cũng như là ban chỉ đạo của quận. Trước tình trạng việc cung cấp giao nhận thực phẩm thiết yếu đến các vùng cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà còn gặp nhiều khó khăn, trao đổi với phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa địa phương khắc phục khó khăn này, đồng thời tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan quản lý có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu thông hàng hóa thiết yếu, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cho biết, Sở được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ lập danh sách nhân viên giao nhận hàng hóa thiết yếu bằng các phương tiện vận chuyển để gửi Sở Giao thông Vận tải, đăng ký cấp mã xác nhận. Dựa trên danh sách đã được Sở Công Thương thẩm định, Sở Giao thông Vận tải đã cấp tổng cộng 822 thẻ nhận diện phương tiện giao nhận hàng hóa thiết yếu bằng xe mô tô và 169 thẻ nhận diện phương tiện giao nhận hàng hóa thiết yếu bằng xe ô tô. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều nhân viên giao hàng, doanh nghiệp, thì dù đã được cấp thẻ nhận diện phương tiện, nhưng tại một số chốt kiểm dịch vẫn không cho lưu thông, yêu cầu quay xe vì cho rằng chưa đồng bộ trong giấy tờ hoặc bị thu giấy tờ khi đi qua các chốt kiểm soát, khiến hàng hóa bị ứ động, không giao được tới tay người dân. Ngay sau khi thành phố ban hành chỉ thị 05, thì Sở Công Thương đã chủ động tổng hợp tất cả các danh sách, các nhà cung ứng trên địa bàn, các siêu thị có cái cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn và gửi qua cho Sở Giao thông Vận tải để đề nghị cấp giấy nhận diện đi đường cho các đơn vị và cho cái nhân viên giao hàng. Thì khi triển khai lên thực tế thì qua phản ánh thì có một số các chốt thì người ta không có chấp nhận cái giấy nhận diện phương tiện đó hoặc là người ta thu lại cái giấy nhận diện phương tiện đó. Thì ngay sau đó Sở Công Thương đã có văn bản gửi cho Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận huyện là xem xét tạo điều kiện cho các nhân viên giao hàng, đặc biệt các hàng hóa thiết yếu là được lưu thông qua các chốt được thuận lợi. Thì Sở cũng đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt và sẽ tiếp tục kiến nghị với các đơn vị có liên quan. Riêng trường hợp của công ty cổ phần Vựa Miền Trung, nhà cung ứng vận chuyển hàng hóa cho quận Sơn Trà, vừa có thông báo là dừng hoạt động cung ứng vì gặp nhiều khó khăn, khiến cho người dân trong vùng phong tỏa lo lắng sẽ thiếu hụt thực phẩm thiết yếu cho gia đình. Chúng tôi khẳng định một điều rằng là hàng hóa trên thị trường là không có thiếu. Tuy nhiên, việc tổ chức cung ứng hàng hóa như thế nào đó để cho kịp thời đến các khu cách ly là phụ thuộc rất lớn vào vai trò của chính quyền địa phương. Thì ngay sau khi nhận được thông tin từ quận Sơn Trà, thì chúng tôi đã chủ động giới thiệu một số các đơn vị cung ứng hàng hóa có năng lực để quận Sơn Trà chủ động lựa chọn. Và đồng thời chúng tôi cũng khuyến nghị quận Sơn Trà là nên rút kinh nghiệm của các trường hợp của công ty cổ phần Vựa Miền Trung để tổ chức sắp xếp cung ứng hàng hóa như thế nào đó cho nó đảm bảo được với yêu cầu của người dân và có cái hiệu quả. Trên thực tế, qua khảo sát của phóng viên, hàng hóa lương thực thực phẩm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống dồi dào và không có hiện tượng tăng giá bất thường. Người dân thành phố cũng không có tâm lý tích trữ. Tuy nhiên, việc phân phối, cung cấp hàng hóa vào các khu vực cách ly y tế lại đang gặp khó và bộc lộ những bất cập nhất định. Đã đến lúc các ngành, các cấp thành phố cần có những chỉ đạo kịp thời để nhanh chóng tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập trong việc cung ứng hàng hóa để đảm bảo cuộc sống của người dân trong khu cách ly.